Xin kính chào tất cả các khán giả của Thiên Hà Audio. Ngày hôm nay Thiên Hà Audio sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một cái thiết bị mà rất cần thiết cho mỗi bộ giảng của chúng ta. Đó chính là những cái ổ cắm lọc điện chất lượng cao đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Ở đây mình đang có thương hiệu là Furutech, cụ thể mã sản phẩm là FTP615. Đây là một cái lọc điện chất lượng cao và nó có giá thành cũng không hề là quá đắt. Nó có giá bán là 17.500.000 tại Thiên Hà Audio. Mục đích sử dụng những cái lọc điện này để làm gì? Khi mà chúng ta đã biết là các bạn có để ý là khi về đêm chúng ta nghe nhạc đã hay hơn không ạ? Đấy là chính là vì lúc đó là cái lượng điện tiêu thụ trong điện lưới là giảm xuống là vào buổi đêm. Chính vì vậy mà cái độ nhiễu điện khi mà vào buổi đêm cũng giảm đi. Nhưng mà chúng ta nghe nhạc thì không phải lúc nào chúng ta cũng phải chọn thời điểm là buổi đêm. Chính vì vậy mà khi chúng ta có trong tay những cái phụ kiện lọc điện chất lượng cao thì có thể đảm bảo được cho chúng ta nghe nhạc hay vào bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn. Thì lọc điện sẽ làm giảm những cái nhiễu điện và sẽ cung cấp được một cái điện năng sạch hơn cho các thiết bị của chúng ta. Cụ thể là thương hiệu Furutech. Thương hiệu Furutech là thương hiệu vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản. Và hãng có một cái tiêu chí làm là dẫn truyền tinh diệu. Khi mà hãng rất để ý tới việc mà làm các phụ kiện lọc điện, ổ cắm, dây cắm nguồn, làm sao để cho tối ưu hiệu quả về điện. Để lọc nhiễu giúp các thiết bị nghe nhìn cải tiến chất lượng âm thanh và hình ảnh. Thì các thiết bị lọc điện thường là có mạch điện là tương đối rắc rối với nhiều tầng lọc. Cách thiết kế đó thì giải quyết được một phần lớn nhiễu âm, nhưng mà lại có một cái phản ứng phụ là nó sẽ thay đổi tính nguyên bản của dòng điện, làm suy hao tín hiệu ở tần số cao và tần số thấp, khiến âm thanh bị khô và hình ảnh kém sống động. Nhưng cái lọc điện TP615 đang có ở đây thì nó giải quyết nhiễu âm điện từ theo dạng là nhiễu âm điện từ EMI và nhiễu sóng vô tuyến RFI mà không dùng mạch điện. Nhờ đó cái lọc điện này TP615 có khả năng truyền dẫn tín hiệu cực nhanh và tinh khiết mà nó không làm cái biến đổi về chất âm hay là về phần hình ảnh hiển thị, không ảnh hưởng đến cái hoạt động của thiết bị. Và nó cực kỳ bền vì nó không có nhiều cái cấu kiện điện tử phức tạp. Khi dùng lọc điện này, các âm trầm sẽ xuống sâu hơn và mình sẽ cảm thấy là cái tiếng bass nó được căng đầy hơn và nó sẽ giảm bớt những cái hiện tượng bị ù nền. Và những cái thuộc tính quan trọng nhất của các loại nhạc cụ đều được thể hiện rất là chi tiết và nó không thiên về một cái loại nhạc cụ nào. Và khi nghe ta sẽ cảm thấy cái sân khấu được có cảm giác là nó được mở rộng sâu hơn và có một cái độ rộng và cái độ động âm thanh cũng tốt hơn. Và khi nghe những cái thể loại nhạc thiên về vocal, ca sĩ sẽ đứng cao hơn về phía trước, còn dàn nhạc thì lùi về phía sau. Tức là chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn những cái điều đó. Còn tất nhiên là để có thể cảm nhận được tốt những cái lọc điện thì cái thiết bị của quý vị các bạn cũng phải tốt. Nhưng mà lọc điện là một cái thiết bị có thể nói là không thể thiếu đối với những bộ dàn có chất lượng cao. Và cụ thể lọc điện Furutech TP615 có 6 slot cắm. Như vậy là chúng ta có thể giải quyết được phần lớn các thiết bị trong bộ dàn. Và ngoài ra thì đây là đầu cấp nguồn chính cho cái lọc điện này. Tức là quý vị chắc chắn là phải sử dụng dây nguồn chất lượng tốt, chứ mình dùng lọc điện mà mình dùng dây nguồn kém thì cũng thành là không ổn. Chúng ta nên có những sợi dây nguồn chất lượng tốt. Các bạn có thể mua luôn dây nguồn chất lượng cao của Furutech hoặc sử dụng của hãng khác nếu như quý vị các bạn đang có cũng được. Và chúng ta sẽ đầu nối vào đây. Và sau đó là chúng ta sẽ có điện để cấp cho 6 slot cắm. Và hiệu quả sẽ được cải thiện ngay nếu quý vị các bạn đang sử dụng những cái ổ cắm không có lọc điện hoặc là chất lượng thấp. Và giá của sản phẩm này là 17.500.000 tại Thiên Hà Audio. Thì kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy qua tận nơi để có thể có những trải nghiệm và chúng ta hãy sắm sản phẩm này về nhà để nâng cao chất lượng âm thanh cho bộ dàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.